Nhón CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cuối Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của AOT nha các bạn. Này trên tay mình là tập 16. Hấp hóa khi đã tới tập 16 rồi, nhảnh thiệt các bạn. Và sắp tới nữa thì còn 5 tập nữa, tập 21 ta mới có một phiên bản đặc biệt của AOT nha. Siêu đóng khá lắm các bạn, 8,5 trên 10 điểm nha. Khổ to nha các bạn, khổ 13, 19, bìa rất là dày dặn, được cán bóng khá xịn sò luôn các bạn ơi. Đây, mình rất thích những cái bìa mà được cán bóng và dày dặn như thế này các bạn. Giá tiền thì khá như chát nha, giống như cái tập trước 48.000 các bạn mua, chứ không hơn quận 40, 41, 42.000, tùy nơi, tùy sàn, tùy mã các bạn áp nha. Bên trong là bìa kèm màu, bên trong nữa in trắng đen hoàn toàn, in trên trên giấy phốt nha các bạn, và không có trang màu nào hết. Đây là một số hình ảnh, một số phân cảnh tiếp theo về những trận đánh của AOT tập 16 nha các bạn. Những tình tiết rất là hấp dẫn và gây cấn, kèm theo những tình huống là lay động lòng người nha. Đây, mời các bạn chiêm ngưỡng qua một số nét vẽ của tập 18. Tập 16 và giới thiệu của FPL về tập 17 nha các bạn. Đây, chuyện được nhà công số lượng cũng khá hạn chế thôi, chỉ 10.000 cú. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.